Xin chào các bạn, đầu tiên thì cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hôm nay mình sẽ đưa ra cái nhận xét của mình về cái khẩu súng săn trong phiên bản mới nhé. Cái đợt mà mới cập nhật ý, thì nhiều bạn cũng đã bình luận và bày tỏ cái quan điểm là khẩu này nó rất là yếu. Tuy nhiên thì hôm nay thì mình mới làm được video này. Mình đã chơi cái vũ khí này ở vài trận rồi và mình thực sự là cảm nhận được là cái sức mạnh của nó đã bị giảm đi rất là rõ rệt. Sao nhỉ? Cái cảm giác khẩu em ấy nó bị giảm ấy thì hơi hơi thôi, nhưng mà thật sự khi cầm vào khẩu shotgun này thì cảm giác cái khẩu này bị giảm sức mạnh rất là rõ rệt. Sau đây là một số cái gọi là nhận xét cũng như là lời khuyên của mình đối với cái loại vũ khí, đối với cái khẩu súng săn này này, thì các bạn ấy tuyệt đối là không nên ưu tiên trang bị cái loại vũ khí này cho những cái con mà không có khả năng gọi là áp sát đấy, như kiểu là Airy hoặc Panther Guardian chẳng hạn, thì chơi cái khẩu này nó sẽ rất là khó nhé. Các bạn có thể thấy là bên kia là một anh Stalker trang bị hai khẩu em và cố gắng để bắn mình, nhưng mà mình tính cả rồi, mình tính sau cái bờ ấy nên là không có bắn được tới mình đâu. Thì khẩu súng săn này ấy, trong phiên bản mới ấy, thì các bạn không nên trang bị cho những con mà không thể áp sát, không thể mà gọi là vòng phía sau lưng ấy, như kiểu là Airy này, Panther này, Guardian này đấy. Trong phiên bản trước ấy, thì mình có chơi cái set này với những mech khác bình thường và rất là mạnh. Tuy nhiên ấy, ở trong phiên bản này ấy, thì lời khuyên của mình là các bạn nên sử dụng cái khẩu súng này cho sợt bạch tuộc ấy. Đấy, thì nó thực sự là sẽ ok hơn, ổn áp hơn, chơi nó sẽ gọi là vẫn ổn, vẫn khỏe. Còn ấy, chơi cho những con mà không có khả năng áp sát ấy, khó lắm. Và khẩu này thì khó khăn hiện tại của nó là đối đầu với những con tanh thôi. Đấy, còn với những con mà robot trinh sát này, những con mà hỗ trợ này thì bắn vẫn rất là ok. Các bạn có nhìn thấy là trước mặt mình ấy, vừa nãy là có một con Orion thì phải. Đấy, mình cho 2-3 hit thôi là cũng gần hẹo rồi. Và anh ta đã phải nấp sau cái bức ngăn kia và anh ta cũng bị bot của tên mình nó hạ mất rồi. Nói chung khẩu này ấy, nó sẽ cho các bạn cái cảm giác gọi là cực kỳ nản khi mà chơi gặp phải những con tanh. Đấy, thế nên là nếu mà các bạn chơi khẩu này mà gặp mấy con tanh ấy thì các bạn phải chơi theo kiểu là cấu rỉa. Không thể nào mà trong một cái băng đạn mà đòi chơi với mấy con tanh ở phiên bản hiện tại đâu, đấy là mình nói thật luôn. Còn nếu mà các bạn gặp phải những con mech trinh sát này, những con mech hỗ trợ này thì chơi vẫn rất là ok, nhưng mà phiên bản hiện tại thì nói chung là tanh nó cũng khá là nhiều đấy. Nên sự lựa chọn hoàn hảo của mình cho cái loại vũ khí này đó chính là con bạch tuộc nhé, thì nó sẽ chơi ổn áp hơn. Còn nếu mà các bạn không có con sợt này chẳng hạn thì bắt buộc thôi, các bạn phải chơi theo kiểu là nhấp nhả, chơi theo kiểu là cấu rỉa và chọn cho mình những cái mục tiêu phù hợp. Đấy, trong phiên bản này thực sự là với những cái loại vũ khí mà nó không còn được như xưa ấy, thì các bạn chơi là đúng ra nhìn con Guardian kìa, bùm, đấy các bạn thấy không? Anh ta vừa mới gọi là spawn cái con Guardian ấy ra đang đi rất là thong dong, tự nhiên bay máu luôn. Và hơn hết ấy là chơi trong phiên bản này ấy, thì các bạn thực sự lại phải phối hợp với những con boss rất là nhiều, nhất là các bạn gặp những con Brickhouse chẳng hạn đấy, thì hãy lợi dụng cái khả năng của nó nhé. Trận 2 này thì mình sẽ chơi trong map 2v2 và mình sẽ sử dụng combo là súng săn với sợt nhé. Thì chơi combo này thì nó ổn áp hơn, thật chơi combo này thì nó ổn áp hơn các bạn ạ. Tuy rằng phải nói là nó không thể mạnh như phiên bản trước được. Tiện đây thì mình nói lại nhé, cái khẩu súng săn này trước kia mà khi không có cái ghép ý, thì nó cũng khá là ít người chơi. Căn bản ý, là chưa có cái ghép ý, thì nó bắt buộc 100% luôn là phải áp sát được tận nơi ý. Đấy thì chơi mới ổn được. Còn không thì khó lắm. Khi mà có cái ghép nảy sinh ấy thì nó được có cái ghép tăng cái tầm bắn này, đấy, tăng thêm sát thương này, nên là nó rất là mạnh. Nó kiểu chơi nó dễ hơn rất là nhiều. Nên là mình thấy ở cái phiên bản hiện tại ấy, thì nói là nó bị giảm sức mạnh cũng đúng, mà nói
là nó bị đưa về cái trạng thái ban đầu thì nó cũng đúng thôi. Tại vì hồi xưa thì nó cũng kiểu khó ăn như vậy mà. Bây giờ thì nó lại quay về cái cảm giác cũng kiểu như vậy, cũng khó ăn. Nên là cái lời khuyên của mình ấy, thì nếu mà chơi khẩu này ấy, thì phải lựa chọn đúng cái mục tiêu. Ưu tiên tấn công những cái con mech hỗ trợ, những con mech chính xác. Đấy là những cái mục tiêu ngon lành cho các bạn. Còn đối với những cái con mech công kích ấy, đấy thì các bạn cũng từ từ thôi. Còn đối với những con mech mà đỡ đòn ý, thì phải nói là thực sự là bình tĩnh và chơi kiểu là nhấp nhả, cấu rỉa từng chút một. Đừng quá là gọi là mạnh bạo mà lao lên chỉ với một băng đạn mà đòi ăn thua đủ với những con tanker nhé. Điều đó là rất là khó. Còn chơi con này ý, chơi khẩu này ý, với con Zephyr ấy, thì mình ưu tiên là các bạn nên chơi trong cái map 2v2 nhé, thì nó sẽ ổn áp hơn. Còn nếu mà chơi trong cái map có 5v5 chẳng hạn ấy, thì trong lúc các bạn khống chế thì các bạn cần phải đi ra sau lưng đúng không, để tấn công đúng không, thì sẽ nảy sinh là các bạn có thể bị những con khác nó tấn công. Do con sợt này nó có thể tàn hình ấy, nên là nó cũng đỡ đi được phần nào khi mà nó khống chế. Do cái con sợt này thì nó có khả năng tàn hình ấy, nên là khi mà nó quay ra khống chế thì cũng đỡ an toàn hơn. Còn Zephyr ấy, mà khi khống chế mà chạy ra sau lưng ấy, thì mà để gọi là ra một cái chỗ mà khoảng trống ấy, thì cũng khó lắm, nguy hiểm lắm. Nên là mình thấy là khẩu này ấy, phù hợp nhất, hiện tại phù hợp nhất là với con sợt này. Và tiếp theo ấy là con Zephyr. Zephyr thì cũng gọi là cách chơi thì nó cũng khó tính hơn ngày xưa một chút. Còn bạn các bạn ấy hoàn toàn mà có Brickhound ấy, đấy, các bạn gắn khẩu này cho Brickhound cũng được, rất là ngon. Tuy nhiên ấy thì như mình nói rồi, cái nhược điểm của con Brickhound là cơ thể nó lớn ấy. Nên là nếu các bạn có gắn cho con Brickhound ấy thì cũng phải chơi ẩn nấp cẩn thận nhé. Tuy rằng bây giờ cái kiểu là nếu mà con Brickhound nó sẽ búp đam rất là tốt. Đấy, nhưng mà ngược lại thì thân hình nó to, nó cũng dễ bị tấn công ấy. Nên là nói chung là cứ phải chơi cẩn thận. Được rồi, đấy là kiểu đánh giá và nhìn nhận của mình về cái súng săn trong phiên bản mới. Tất nhiên ý, thì hiện tại khẩu này của mình nó chưa lên sao tím, nên cũng sẽ có nhiều ý kiến trái chiều dưới phần bình luận chẳng hạn. Sẽ có bạn sẽ nói là chơi trên sao tím vẫn rất là ok. Thì mình thì chưa lên sao tím nên mình cũng không biết được. Nhưng mà theo cái cảm nhận tổng quan của mình ý, thì chơi khẩu này bây giờ là nó sẽ khó hơn. Cần phải lựa chọn kỹ những cái mục tiêu để mình tấn công. Cũng như là sẽ không phải là mech nào cũng phù hợp cho cái loại vũ khí này nữa, mà chỉ có một hai con là chơi khỏe cái khẩu này thôi. Boss là hang máu quá, bắn chảy nhau bay máu hết. Được rồi, hôm nay mình đã đưa ra cái nhận xét của mình, đánh giá của mình về cái súng săn phiên bản mới. Đối với cái loại vũ khí này trong phiên bản mới ấy, thực sự là nó đã bị yếu hơn rồi. Để mà chơi ấy, thì các bạn cần phải chọn đúng cái đối tượng tấn công này, cũng như là chọn đúng cái những con mech mà có khả năng phù hợp trang bị cho cái khẩu súng săn này nhé. Ý kiến của bạn là như thế nào về cái loại vũ khí này? Các bạn có đồng tình với quan điểm của mình không? Nhưng mà mình nhắc lại nhé, nếu mà nói khẩu này ấy, nó thuộc dạng gọi là đáy xã hội ấy, thì chưa phải đâu, nó vẫn chơi được. Tuy nhiên là chơi nó phải gọi là cẩn thận hơn thôi. Lựa chọn rất chi là phải nói là tỉ mỉ cho những cái mục tiêu cũng như là những cái loại mech mà có thể trang bị thôi. Còn đâu mình thấy là vẫn chơi được. Nếu mà các bạn thấy đồng ý với ý kiến của mình ấy, thì cũng hãy bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Được rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Mình rất mong là sẽ nhận được thêm những cái lượt đăng ký kênh này, những cái nút like và những dòng bình luận của các bạn bên dưới mỗi video của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.